Em Đạt Lỗ xin mến chào toàn thể quý anh chị em. Sau đây em Đạt Lỗ gửi tới tất cả mọi người cái hình ảnh mà em Đạt Lỗ sẽ là người cung cấp thông tin cũng như là theo chân tất cả ba ca sĩ, đó là Minh Thăng, Minh Thuấn và Minh Thoán, có một chuyến đi giao lưu với đội hát chèo không chuyên tổ chức tại Đồ Sơn Hải Phòng ngày hôm nay, đó là ngày 21 cho đến ngày 23 tháng 4 dương lịch mọi người nhé. Thì qua cái đợt này thì em Đạt cũng hy vọng rằng là có nhiều cái cải tiến mới và có nhiều cái phương thức mới, có nhiều cái giọng ca mới, có nhiều tiếng hát mới, có nhiều sự yêu mến mới. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp mà ba anh đang chuẩn bị cho chuyến và là buổi tối ngày nay đi đi ra cung văn hóa. Nhưng hiện nay thì các anh đang đi tham quan nhà người thân, cũng là người con của thôn Tràng Miếu và tại Hải Phòng. Thì bây giờ thì Đà Lỗ cũng truyền tải một số hình ảnh, thứ nhất là những cái cảnh vô cùng đẹp, lãng mạn và vô cùng là nó khác khác từng nhà, khác khác từng vùng, khác từng miền. Đó, ở mỗi nơi thì có một cái phong cảnh nó đẹp riêng, mỗi nơi thì có một cái sự lý thú riêng, và mỗi một sự khi chúng ta tiếp xúc với những hình ảnh mới lạ đẹp thì chúng ta luôn luôn có những cái cảm nhận và chúng ta luôn luôn có cái sự thư thái giải trí trong đầu. Đó là cái điều mà em Đạt muốn chia sẻ những cái hình ảnh như thế này, do em Đạt Lỗ sẽ làm cái clip để giới thiệu với mọi người là đây là một chuyến đi của ba ca sĩ Minh Thăng, Minh Thuấn và Minh Thoán. Sẽ là những người mà góp mặt trong bộ trong cái dự khán của buổi tối ngày hôm nay, tức là tối thứ bảy, để có những cái cảm nhận được nghe những giọng hát của rất nhiều các ca sĩ không chuyên đến từ rất nhiều các địa phương. Họ cũng giống như mình, họ cũng có những cái sự đam mê yêu thích như mình, và họ cũng có những cái rèn giũa giao lưu để trở thành những cái ca sĩ không chuyên có những giọng hát rất là trong trẻo, rất là chuyên nghiệp. Đó là cái thú vị ở cái sự chia sẻ của em Đạt Lỗi hôm nay. Và chúng ta tiếp tục vãn cảnh cùng với cả ba ca sĩ ngày hôm nay, để chắc chắn rằng thì ba ca sĩ ngày hôm nay thì có một chuyến đi thì rất là vui vẻ, bởi nhìn cái những cái quang cảnh mà ba ca sĩ đang dạo, đang đi tham quan và đang trực tiếp được tận hưởng những cái bầu không khí nó lạ hơn, những cái làn gió nó mới hơn, nó mát hơn, và những cái quang cảnh thì nó lại đẹp hơn, lộng lẫy hơn, khác xa với những cái cuộc sống đời thường mà các anh sinh hoạt hàng ngày. Đó là cái điểm rất là tuyệt vời, đó là cái điều mà không thể nào mà chúng ta cưỡng lại được cái vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như là cái sự tạo hóa của con người. Và một lần nữa thì em Đạt Lỗ nói lại là đây là những hình ảnh tại một người tại nhà của một người con thôn Tràng Miếu. Bác năm nay thì cũng đã ngoài thất thập rồi, ở tuổi đầu cuối cuối 7 sang 8 rồi nhé. Thì bác có những cái mảnh vườn đẹp và có cái sự bố trí bài bản cũng như là thiết kế những hình ảnh, những cái bố trí ở trong cái những họa tiết ở trong vườn, cũng như là từ cái cây cảnh cho đến cái phong cảnh của không gian trong nhà bác, cũng như là cái bố trí ở trong cái nhà bác nó rất là lạ, rất là đẹp, rất là mới. Thì đó, qua đây thì em một đứa em Đà Nẵng xin trân trọng được gửi tới tất cả mọi người những hình ảnh đẹp, lộng lẫy, khác lạ và nó tươi mát như thế này. Mọi người cùng xem và nghe em Đạt thuyết trình một lúc, sau đó thì chúng ta quay trở lại với sân khấu mà ba ca sĩ hôm nay đã có mặt tham gia, mặc dù không biểu diễn nhưng mà đây là cái sự giao lưu để tích lũy lại những cái thứ nhất là điều cảm hứng, thứ hai là những cái học được những cái làn điệu chèo nó mới mẻ hơn, và chúng ta cũng tìm hiểu được cái phong cách biểu diễn của các ca sĩ không chuyên đến từ rất nhiều nơi trên vùng miền của miền Bắc, thậm chí có cả Đà Lạt, Lâm Đồng và cũng ra Đồ Sơn, Hải Phòng trong buổi tối ngày hôm nay. Thì lát nữa thì mọi người tiếp tục được xem những hình ảnh mà em Đạt chia sẻ ở cái cuối clip, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ đón nhận những cái chương trình live stream của Minh Thăng, Minh Thoán, Minh Thuấn trên câu lạc bộ Bạn Yêu Trèo Bát Tiếng Ca Thu Nhập Biếu mọi người nhé. Một lần nữa em Đạt Đỗ xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và tiếp tục xem những hình ảnh mà em Đạt truyền tới mọi người nhé. Cái thời ông
dàn nhạc nhá. Chào đón ông Bùi Thanh Hoàng. Mọi người đổ về hội trường này rất là đông. Không còn chỗ để ngồi đâu mọi người ạ. Khả năng là Minh Thăng với Minh Thoáng sẽ được cái giải 3, giải 4 gì đấy mọi người nhá. Minh Thoáng đây. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thăm hát một bài tặng mọi người mà. Vâng, đó là cái bố Hoa Tây Ngọc, Hoa Tây tổ chức đã gửi đến ông. Chào Trần Công Chiến à. Trước mặt chúng ta là Minh Thăng nhá, các xem Minh Thăng. Chào con mãi trong ta. Vâng. Tôi xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là cũng chỉ và để nối chương trình chúng ta cùng đến với tiết mục lúc này thôi, thôi cho mọi người biết là đây Đà Nẵng này, vào đây Đà Nẵng này. Đà Nẵng và thấy mình nhỉ? Vâng. Kia là đại ông chỉ vì đầu mà đến quyền ái anh ông cùng bạn chưa đến nửa chiến rồi.
sơ Hải Phòng nhá, giao lưu chợ toàn quốc ấy. Tuyệt vời quá, con đàn điệu trèo sẽ được trình cổ rất là hay. Như tụ hiền văn bản như xưa. Tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn hai diễn viên Hồng Vân và Tiếp Vũ đến từ Đà Nẵng. Vừa rồi thì em Đạt Lộ đã giới thiệu một cái hành trình của ba ca sĩ, đó là Minh Thuấn, Minh Thăng và Minh Thoán, đi để giao lưu với hội diễn chèo toàn quốc tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Và qua cái việc này thì em Đạt Lộ cũng chia sẻ với mọi người là ba ca sĩ đi giao lưu đợt này cũng nhằm mục đích là để tìm kiếm những cái kiến thức mới, học hỏi nhiều cái điều mới, và sau này về sẽ tổ chức cũng như là mở rộng được cái sự hâm mộ cũng như là sự mến mộ về hát chèo cũng như là nghe hát chèo của tất cả mọi người. Hy vọng rằng đây là một chuyến đi rất là bổ ích và chúng ta sẽ chờ đợi những thành công để các anh mang về xây dựng câu lạc bộ hát chèo Thu Nhập Miếu ngày càng được lan tỏa hơn, ngày càng được mọi người yêu mến hơn, và có nhiều giọng ca, có nhiều tiếng hát được cung cấp cho mọi người thưởng thức, thật sự là thoải mái, bổ ích và lý thú hơn mọi người nhé. Một lần nữa Đàn Lỗ xin cảm ơn tất cả ba ca sĩ cũng như tất cả ơn tất cả anh chị em luôn luôn đón xem cũng như cổ vũ cho phong trào yêu hát chèo của Thu Nhập Miếu. Xin cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều.